Mộc Hương Shop, xin chào các bác. Ở đây thì tôi có những cái mẫu vòng đàn hương và vòng trầm hương chuỗi 108 hạt size 7 ni. Hôm nay thì tôi sẽ lên một cái video để so sánh cho các bác hai cái mẫu này. Hiện tại thì tôi thấy hai cái mẫu này đang được rất nhiều anh em ở trong nước cũng như là ở nước ngoài rất là ưa chuộng và đặt hàng. Thường là hai cái mẫu size 7 ni và mẫu 8 ni là các bác đặt hàng là nhiều nhất các bác nhé. Anh em nữ cũng như là nam đều có thể đeo được cái size 7 ni này. Nó gần như là một cái size phổ thông. Còn size 8 ni thì thường là sẽ dùng cho nam, hoặc là nếu mà các bác nào mà nữ muốn sử dụng thì các bác dành đeo dây chuyền ở trên cổ. Các bác quấn tay thì nó sẽ hơi to một chút. Rồi quay trở lại với cái video chủ đề ngày hôm nay, đó là so sánh hai cái loại gỗ này. Vậy thì hai cái loại gỗ này có cái đặc điểm gì để chúng ta có thể nôi ra và so sánh chúng với nhau. Thứ nhất đó là về hương thơm, đúng không ạ? Trầm hương và đàn hương thì các bác biết là nó nổi tiếng về cái hương thơm của nó rất là tuyệt vời rồi. Vậy thì hai cái loại gỗ này, trầm hương và đàn hương, thì cái loại nào về cái chất lượng hương thơm cũng như về độ mạnh nhẹ hương thơm thì các bác sẽ xem trong cái video chi tiết ngày hôm nay nhá. Ở đây thì tôi có cái mẫu trầm hương này thì nó cũng là mẫu hàng tốc phá banh thôi, nó không phải là hàng cao cấp của trầm hương nhé các bác. Ở đây là phần phân khúc trung bình và bình thường, phổ thông và trung bình của trầm hương. Còn cái mẫu đàn hương này này thì đàn hương Ấn Độ thì nó là thuộc phân khúc gọi là cao cấp rồi các bác nhé, phân khúc cao cấp rồi. Và nếu mà để mà tôi nói lấy ra về cái trầm hương cao cấp ra ấy, thì cái hương thơm của nó rất là đặc biệt luôn, cực kỳ đặc biệt về hương thơm về trầm hương các bác. Hương thơm về trầm hương của nó ở một cái đẳng cấp gọi là VIP Pro rồi, nó không còn cái gì để mà mình có thể so sánh được cái hương thơm, chất lượng hương thơm cả. Nhưng về độ mạnh nhẹ của hương thơm thì tôi thấy đánh giá vậy, đàn hương là nó thơm mạnh hơn nếu mà ở cái phân khúc trung cấp này. Đó, phân khúc trung cấp và phân khúc cao cấp của đàn hương thì tôi thấy là ưu điểm của đàn hương là nó thơm mạnh hơn, trầm hương là nó thơm dịu nhẹ, thanh tao, nhẹ nhàng. Đó, cái gì nó cũng có cái điểm mạnh và cái nhược điểm của nó. Nhưng về chất lượng của cái thằng đàn hương này thì sao, nó không hề thua kém, gọi là nép vế quá. Về chất lượng của đàn hương này tôi thấy là được 8 trên 10 nhé các bác, 8 trên 10 riêng đàn hương. Còn trầm hương thì 10 trên 10 rồi, khỏi phải nói rồi. Riêng trầm hương cao cấp thì không phải bàn. Nhưng mà cái trầm hương mẫu này tôi đang lấy ra so sánh này thì nó thuộc phân khúc phổ thông và trung cấp thôi, cho nên là cái hương thơm của nó không thể nào mà so sánh được với cái đàn hương này các bác nhá. Đó, nhưng mà cái mức tiền thì nó gần như là ngang nhau. Đó thì tôi mới bỏ ra để tôi so sánh. Còn nếu mà để mà so sánh trầm hương với đàn hương mà hàng cao cấp ấy thì cái trầm hương cao cấp nó ăn đứt hết cái bọn gỗ này, như là hoàng đàn hay là ngọc am hay là đàn hương này còn không so được với trầm hương thì cao cấp thì còn chả có cái loại gỗ nào, chả có cái loại hương thơm nào mà có thể so sánh được với trầm hương cả. Đó là nói khách quan để cho các bác hiểu được. Đây là tôi so sánh cái mẫu ở trên này thôi các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn hàng cao cấp hơn, các bác cứ nhắn tin tư vấn cho mình một Hương Shop. Hoặc các bác nào mà có ý kiến gì các bác cứ bình luận bên dưới để bên tôi có thể là trao đổi trực tiếp với các bác và học hỏi thêm. Cái đặc điểm thứ hai nữa đó là về cái chất lượng gỗ, đúng không ạ? Cái chất lượng gỗ thì ở đây hai mẫu này thì đàn hương nó là tuyệt vời rồi. Chất lượng tôi cho là 9 trên 10 các bác nhé, 9 trên 10 về chất lượng, về cái độ bền, độ cứng đó, đeo bóng đẹp. Đó là về chất lượng gỗ, nó có những cái tính năng đấy. Thì đàn hương của nó, phải nói cái chất gỗ của nó rất là tuyệt vời, cứng, đanh, gọi là rùi vào mà nó như rùi vào đá quá.
khi mà khoan cái này nó rất là cứng nha các bác nhé, khoan lỗ này rất là cứng luôn, rất là tuyệt vời về cái chất lượng gỗ, khỏi phải bàn rồi. Đàn hương khỏi phải bàn về chất lượng gỗ này. Đàn hương và tiểu diệp tử đàn, đàn hương này thì gọi là đàn đàn hương trắng Ấn Độ, còn tiểu diệp tử đàn thì nó gọi là đàn hương đỏ Ấn Độ nhé các bác, nó có hai loại, Ấn Độ nó có hai loại như vậy. Nhưng mà thường đàn hương đỏ người ta gọi là vương mộc tử đàn hay là tử đàn Ấn Độ, chứ người ta không gọi là đàn hương đỏ nhé các bác. Ở Việt Nam mình thì nó gọi là vương mộc tử đàn hoặc là tử đàn Ấn Độ hoặc là tiểu diệp tử đàn đó. Còn đàn hương này thì nó gọi là đàn hương trắng này nó gọi là đàn hương nhé các bác, hai cái tên phổ biến các bác lưu ý nhé. Các bác có thể tìm hiểu ở đâu người ta gọi là đàn hương đỏ thì các bác biết đấy là tiểu diệp tử đàn hay là vương mộc tử đàn Ấn Độ. Còn đàn hương này thì thường là loại đàn hương trắng nhé các bác. Đàn hương trắng là cho hương thơm cao cấp dành cho dùng trong nước hoa, những cái loại nước hoa nổi tiếng như của Pháp, của Ý, của Anh thì những cái loại thì người ta sẽ dùng cái hương thơm của đàn hương trắng này để dùng làm nguyên liệu ở trong những cái nước hoa đắt tiền cao cấp, nhưng mà cái hương thơm của nó rất là ấm ấm áp thuần khiết, rất là đẳng cấp luôn đàn hương đó. Và cái chất gỗ của thằng Trầm Hương này thì sao ạ? Chất gỗ của thằng Trầm Hương này thì tôi phải nói thật với các bác là không muốn gọi là nói thế nọ thế kia, nhưng mà cái thằng Trầm Hương này nó có điểm yếu duy nhất của nó đây chính là cái chất gỗ. Chất gỗ của nó không được tốt như các cái loại gỗ khác các bác. Tôi đã nói rất là nhiều lần trên video rồi. Khi mà các bác mua vòng đeo tay Trầm Hương, các bác mến mộ nó bởi cái hương thơm đúng không ạ? Thì tất nhiên mình phải đánh đổi về cái chất lượng gỗ, nó không thể bền đẹp hay bóng hay là tốt như các loại gỗ khác. Cho nên là các bác phải hết sức lưu ý về cái đặc điểm này hoặc là cái điểm yếu này của nó để mình có thể sử dụng và mình bảo quản nó tốt trong quá trình sử dụng các bác nhé. Đó là cái vấn đề về chất gỗ, thì đấy là mình chia sẻ thẳng thắn, không có nói gọi là nói nâng đỡ hay là nói cái gì cả, mà mình ở trên này là tôi chia sẻ luôn luôn thẳng thắn để các bác mua hàng về các bác phải biết cách chăm sóc điểm mạnh điểm yếu của chúng nó để chúng ta có thể sử dụng đúng mục đích và đúng cái nhu cầu của mình, khả năng của mình. Ví dụ mình không sử dụng được Trầm Hương vì mình cho rằng nó chất gỗ nó yếu, nó không tốt, nó không bóng đẹp hay là nó không thế nọ thế kia, thì các bác có thể lựa chọn sang đàn hương đó, hoặc là lựa chọn sang một cái loại gỗ khác chất gỗ tốt như là vương mộc tử đàn, sưa đỏ, nu huyết long, có những cái loại gỗ tốt để các bác sử dụng về tính chất về gỗ các bác nhé. Mình có nhiều lựa chọn, không chỉ có mỗi lựa chọn Trầm Hương. Còn nếu mà các bác muốn nâng cao về cái mặt giá trị tâm linh, các bác hương thích cái hương thơm của Trầm Hương thì các bác mới sử dụng Trầm Hương đó, các bác cái quá trình sử dụng các bác có thể kiêng được nước này, rồi thì mình sử dụng nó sạch sẽ, nó gọn gàng, nó tuyệt vời, thì các bác nên đeo Trầm Hương là như vậy. Mình chia sẻ ở đây là chia sẻ thật lòng luôn để các bác có thể lựa chọn, thì cái clip này là so sánh mà, cho nên là mình không bao giờ nói sai lệch hay là nói để cho các bác có thể trực quan hơn về hai cái loại gỗ này đó. Thứ nhất là cái hương thơm của nó đúng không ạ, thứ hai là về cái tính chất gỗ, thì cái đàn hương này nó hơn nhé các bác, cả hai hai tính chất thì đều đàn hương đều hơn rồi ở trên cái mẫu này đó. Mẫu này thì thực sự là cái hương thơm của Trầm Hương thì không mạnh bằng đàn hương này đó, cái chất gỗ cũng không thể nào mà so sánh được với đàn hương được, cho nên là cùng giá thành thì các bác có thể lựa chọn tùy mỗi người một sở thích. Ví dụ tôi chỉ thích Trầm Hương thôi, kể cả nói như nào thì tôi cũng không thích đàn hương đó, là cái sở thích riêng của các bác nhé. Tôi thì các bác bỏ ra cùng một số tiền để tôi lại thích mua Trầm Hương, nó là như vậy, mỗi người nó một cái duyên, một cái sở thích. Nhưng mà khi mà tôi chia sẻ cái video này lên thì các bác đang muốn lựa chọn cái vòng gỗ mà có chất gỗ tốt, vừa có hương thơm mạnh đó, thì các bác có thể lựa chọn vòng Trầm Hương, vòng đàn hương,
để cho các bác được đeo sử dụng cho nó yên tâm nhất. Đó. Hai cái loại gỗ này thì nó là hàng gọi là cao cấp nhất trong các cái dòng gỗ cao cấp rồi. Không có cái loại gỗ nào có thể cao cấp hơn được hai cái dòng gỗ này đâu các bác. Về phong thủy để dùng để làm trang sức phong thủy nhé các bác. Chính vì vậy mà tôi thường là so sánh hai cái loại gỗ này để các bác có thể lựa chọn hiểu thêm về hai cái loại gỗ với cái phân khúc cùng giá tiền, các bác dễ dàng lựa chọn. Các bác còn câu hỏi gì về hai cái sản phẩm này, các bác có thể đặt ở bên dưới bình luận để bên tôi có thể trả lời chi tiết từng bình luận. Và hy vọng là các bác sẽ lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý tại Mộc Phương Shop. Các bác có nhu cầu hay là có muốn tư vấn, các bác cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo, hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Cuối clip thì tôi xin chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.